Vâng, xin chào toàn thể các bác quay trở lại với Ngọc Lĩnh GBL Nam Định các bác nhá. Và ngày hôm nay em Lĩnh lại tiếp tục cập bến về một lô mic Sennheiser. Đó, và trước mặt các bác đây đó là Sennheiser gồm hai mã các bác nhá. Đó là EVK 100G3 và EVK 300G3. Đó, lô mic này em về thì được 17 bộ các bác nhá, 17 bộ. Đó, và đã test bộ nào vào bộ đấy rồi các bác ạ. Mọi thứ rất là ok, chuẩn chỉ. Và đặc biệt lô mic này về thì tình trạng còn đẹp mướt mát các bác nhá. Nói chung là đẹp trên 90%. Các bác sử dụng những cái dòng này thì quá ok về cái chất âm rồi, cũng như là độ đẹp, độ trang trí, và cũng có thể nói là một chút gì đó là đẳng cấp của về những cái dòng mic có trên thị trường hiện tại nha các bác nhá. Có trên thị trường hiện nay thì Sennheiser và Shure thì đó là hai thương hiệu lớn nhất của thế giới rồi. Và EVK 100 và EVK 300G3 này thì mức đầu tư khá là hợp lý các bác nhá, khá là hợp lý. Đó, chỉ nếu mà đẹp xuất sắc thì chỉ hơn 10 triệu một chút thôi là các bác đã sở hữu được một bộ mic đứng đầu hàng đầu thế giới rồi. Đó, và chúng ta được sở hữu những cái chất âm của dòng mic đứng top 1 thế giới các bác nhá. Đó, thì đi sâu hơn nữa các bác nhá, đây các bác cùng ngắm hàng cùng em Lĩnh các bác nhá. Thì đây là toàn bộ lô hàng hôm nay vừa mới cập bến tại Ngọc Lĩnh GBL Nam Định đây. Và từng bộ mic em đã đánh số test và ok các bác nhá. Các bác chốt là em sẽ quay chi tiết mọi thứ đầy đủ, receiver và tay rồi côn các kiểu các bác nhá. Đó, mỗi một sản phẩm đến tay các bác là phải là hoàn hảo. Còn trong đây có những bộ đẹp xuất sắc và có những bộ thì kém hơn một chút về hình thức. Ví dụ đây, những cái tay này nó có hơi có một chút gì gọi là lấm tấm theo thời gian này, hơi sượt này, thì những cái bộ này thì nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Nhưng điều quan trọng nhất các bác ạ, điều quan trọng nhất là phải zin tuyệt đối các bác nhá. Côn cổ mọi thứ là phải zin, có tay zin và sơn zin các bác nhá. Và những cái bộ xuất sắc như này thì có thể cao hơn một chút các bác nhá. Đó, xuất sắc như này không có một vết sượt sạt gì thì có thể cao hơn một chút. Thì EVK 300G3 sẽ là chạy với tay là EVK 300G3 và cổ là E845 các bác nhá. Và EVK 100G3 thì sẽ chạy với cổ là 835 các bác nhá. Là 835. Đó, tay là EVK 100. Lô này thì khẳng định với các bác là đẹp mướt mát. Đẹp. Đến với em Lĩnh thì em luôn luôn tuyển chọn những hàng đẹp về cho tới tay khách hàng, cho các bác những cái sản phẩm rất là ưng ý các bác nhá. Đó. Thì những bộ này thì nó là sản xuất và lắp ráp tại USA các bác nhá. Và công nghệ được chuyển giao tại Đức, Germany các bác nhá. Đó. Mọi thông số kỹ thuật chi tiết thì là đầy đủ ở đằng sau đây các bác nhá. Đấy. Sennheiser là nổi tiếng của Đức. Và lô này thì được sản xuất và lắp ráp
tại USA các bác nhá. Và mọi chi tiết mua hàng hay được tư vấn, các bác vui lòng liên hệ cho em Lĩnh GBL Nam Định các bác nhá. Đó, qua số điện thoại là 0975 964 123. Đó. Và sau đây xin mời các bác nghe một đoạn karaoke để test cái chất âm của Sennheiser đầu 845 các bác nhá, EVK 300G3. Đó. Đây các bác nhá, đầu thu đây nó sẽ ở đây. Đó. Và đây. Xuất sắc các bác nhá. Xin mời các bác nhá. Ê. 1 2.
Ok, cảm ơn các bác nhé. Và mọi chi tiết mua hàng các bác vui lòng liên hệ cho Ngọc Lĩnh GBL qua số điện thoại là 0975 964 123. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác nhé.